Chiều thứ bảy là lực quần áo thật bóng bẩy. Anh chạy xe thật nhanh trên phố và suy nghĩ hôm nay đứa bé đi ăn món gì đây. Tâm hồn ăn uống lại trỗi dậy. Dáng vẻ anh thì có hơi gầy nhưng lại biết cách thưởng thức cuộc sống qua những món ăn ở nơi đây. Qua sau phố phường, những hàng quán bên ven đường, cái chất bình dân đến lạ thường. Nhưng khi đi xa chẳng thể nào quên được. Một ngồi quây quần ba bốn ghế nhựa bên cạnh một ly trà đá. Thêm tí ớt tí chanh buổi chiều hôm nay thấy sao đậm đà. Lang thang văn hóa ẩm thực con người Tràng An. Ăn ngon không thiếu tiền ít hay nhiều, vỉa hè hay cửa hiệu thì từ xưa đến nay cũng quan trọng hóa bằng không cần mỹ miều. Hạnh phúc cho em cũng chỉ đơn giản một điều là tình yêu.
sang bên trái lấy lá sung quấn với nem tài, nhìn sang bên phải lấy cốc bia làm một hơi dài. Ẩm thực khiến con người ta sẽ gần lại, chuyện qua chuyện lại sang chuyện mấy cô chân dài như đà điểu, ăn uống từ sớm check in được các kiểu, kể ra tưởng hết cả buổi chiều. Lạc rằng những ngay bà Triệu vặn văn thắn ở ngay hàng chiếu, nem một trong ngõ ấu chia bún tẩm mắm tôm không thể thiếu, phở là đặc sản lâu năm dành cho những con người sành ăn chẳng cần quảng cáo nhiều. Lang thang văn hóa ẩm thực con người Tràng An, ăn ngon không thiếu tiền ít hay nhiều, vỉa hè hay cửa hiệu thì từ xưa đến nay cũng không quan trọng hóa bằng không cần mỹ miều. Hạnh phúc cho em cũng chỉ đơn giản một điều là tình yêu.